Xin chào tất cả các bạn. Thì để theo yêu cầu của một số bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho một cái chuyên mục mới, đó chính là môn dung sai. Đây là cái phần cơ bản của tất cả các lĩnh vực kỹ thuật mà chúng ta cần phải biết, đặc biệt trong các lĩnh vực như cơ khí, chế tạo, công nghệ ô tô, kỹ thuật điều khiển tự động hoặc là kỹ thuật cơ điện tử. Thì môn dung sai là một trong thành phần không thể thiếu trong cái lĩnh vực này. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến cái nội dung đầu tiên mà các bạn thường hay sử dụng trong cái dung sai. Chúng ta hãy bắt đầu ha. Đối với cái bài đầu tiên đó chính là bài sơ đồ phân bố miền dung sai lắp ghép. Thay đồ phân bố miền dung sai lắp ghép. Thì để các bạn có thể thiết kế hoặc là chế tạo một cái chi tiết thì các bạn phải hiểu dung sai và cũng như phải đọc được bản vẽ dung sai. Thì đối với dung dung sai thì cái phần mà sơ đồ phân bố miền dung sai lắp ghép này là một trong những cái nội dung khá quan trọng để có thể giúp các bạn có thể đọc được cái bản vẽ và cũng như là phân tích được các cái ý nghĩa của cái kích thước. Thì thường các bạn sẽ thấy kích thước nó sẽ ghi như thế này. Ghi như thế này. Thì các bạn thấy rằng á là ở đây chúng ta sẽ có hai loại kích thước. Hai loại kích thước lỗ hoặc kích thước trục. Thì đối với kích thước lỗ thì chúng ta sẽ luôn luôn có cái viết ngoa, còn kích thước trục thì chúng ta sẽ viết thường. Và các bạn thấy ở đây ạ. ES đây là giới hạn trên. ES đây là giới hạn trên và EI đây là giới hạn hạn dưới. Trong khi đó là D đây chính là kích thước trên nghĩa. Kích thước trên nghĩa là kích thước trên bản vẽ của cái chi tiết. Và đối với chữ ngoa ở đây chính là kích thước chi tiết lỗ. Còn đối với chữ thường bên đây thì nó là kích thước của chi tiết của trục, chi tiết trục. Và một trong những kích thước mà các bạn thường hay thấy, về một cái ví dụ ha. Thì chẳng hạn ở đây chúng ta có 20 và giới hạn trên của nó là cộng 0,4 và giới hạn dưới của nó là cộng 0,1. Hoặc ở đây chúng ta có là kích thước của trục là 20 và giới hạn dưới của nó là trừ 0,1. Xin lỗi, giới hạn trên của nó là trừ 0,1 và giới hạn dưới của nó là trừ 0,2. Và tất nhiên ở đây chúng ta thấy rằng là có một vấn đề ha, mà cũng mình cũng xin lưu ý các bạn là số 20 này là kích thước trên nghĩa. Kích thước trên nghĩa, tuy nhiên đôi khi là chúng ta chế tạo ra khi mà chúng ta chế tạo máy một cái trục ra mà có kích thước 20 thì nó vẫn không đạt yêu cầu. Vì các bạn quan sát ở đây đó, thì thực tế là D max của nó chỉ là 20 trừ cho 0,1, nghĩa là chỉ có 19,9 thôi. Đó, các bạn lưu ý vấn đề này nha. Và để giải được bài toán vẽ sơ đồ phân bố miền dung sai thì chúng ta sẽ đi vào những cái ví dụ sau. Cái ví dụ đầu tiên đề bài chúng ta sẽ cho đó là kích thước của lỗ. Kích thước của lỗ đó là 10 và cộng 0,3 và cộng 0,1. Kích thước của trục là đây nhỏ cũng là 10 và trừ 0,1 và trừ 0,2. Các bạn lưu ý một vấn đề đối với bài phân bố miền dung sai, đây là một cái chi tiết lắp ghép. Thì khi lắp ghép thì bắt buộc kích thước danh nghĩa của hai chi tiết nó phải bằng nhau. Đó, nếu mà đề mà chẳng hạn như đây là 10 mà ở đây là 11, trục 11 thì coi như là cái đầu đề nó cho là sai ha. Các bạn lưu ý chỗ này. Thì để vẽ cái sơ đồ phân bố miền dung sai thì các bạn sẽ làm như sau. Bước 1, các bạn vẽ hai cái trục như thế này. Cái trục đứng này là trục biểu thị của mm mm. Trục ngang này thì chúng ta vẽ ngay chân cái tọa độ 0, mà lát mình sẽ giải thích rõ thêm. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ mũi tên chạm ngay chân cái điểm này và có kích thước là ghi số 10 ở đây. Có nghĩa là ngay chân vị trí này nó có giá trị là 10 mm. Cái đường gạch ngang này có giá trị là 10 mm nha, 10 mm. Tiếp theo chúng ta vẽ kích thước của lỗ trước. Chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có giá trị là 0,3. Thì chúng ta sẽ vẽ một giá trị là 0,3. Gạch ngang 0,3. Giá trị 0,1 thì chúng ta gạch ngang là 0,1. Đó, các bạn thấy không ạ? Đó, thì giá trị chúng ta cứ gạch hai đường này. Đối với độ dài của bề ngang này. Đối với bề ngang này thì chúng ta không không quan trọng lắm. Tại vì các bạn làm sao cho nó cân đối là được. Nhưng mà chiều cao của cái này thì chúng ta cần phải quan tâm. Chiều cao này chúng ta cần phải quan tâm nha, các bạn lưu ý chỗ này. Rồi, đối với lọ trục thì như vậy thì chúng ta đã vẽ được cái
giới hạn dung size của lỗ. Đó, các bạn đóng thành cái khung như thế này và các bạn ghi là td ngoa, thì chữ d ngoa này có nghĩa là miền dung size của lỗ. Tiếp theo, đối với miền dung size của trục, chúng ta cũng tương tự, chúng ta có hai giá trị trừ 0,1 và trừ 0,2. Chúng ta cũng gạch hai đường là trừ 0,1 và trừ 0,2 ha. Chúng ta tạo một cái khoảng hở như thế này nữa cho dễ, chúng ta dễ nhìn thấy ha. Rồi chúng ta cũng vẽ thành một cái hình vuông, và ký hiệu nó là TD, và TD này là TD chữ viết thường, chữ D viết thường, nghĩa là kích thước của trục, thì như các bạn đã thấy rằng trên sơ đồ phân bố miền dung size này thì chúng ta đã xác định được một số cái thông tin sau. Đầu tiên đó là D max. Đầu tiên đó là D max. Thì đối với D max thì rõ ràng ở đây là giá trị D max lớn nhất. Đúng không? Thì đây D max, và chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ lấy 10 cộng cho 0,3 thì chúng ta sẽ ra được D max, là giá trị D max của lỗ sẽ nằm ở đây. Giá trị của D min của lỗ thì chúng ta lấy 10 chúng ta cộng cho 0,1 thì giá trị D min nó sẽ nằm ngay trong vị trí này. À, các bạn thấy không? Thì chúng ta sẽ nhìn vào đây, chúng ta sẽ xác định luôn được giá trị D min và D max của lỗ. Tương tự đối với trục, D max của trục là nằm trên đỉnh này đúng không? Thì rõ ràng chúng ta sẽ lấy 10 trừ cho 0,1. Khoảng cách này là 0,1. Thì như vậy chúng ta đã xác định được D max của Tương tự, vị trí này là vị trí D min. Của trục. Thì chúng ta cũng lấy 10 và chúng ta trừ đi 0,2. Đó. Trừ 10 trừ đi 0,2 thì chúng ta ra giá trị của D min của trục. Nha. Thì như vậy là chúng ta đã xác định được D min và D max. Rồi, tiếp tục. Ở đây chúng ta cũng sau khi mà nhìn vào hình này thì chúng ta rõ ràng là thấy rằng kích thước của miền dung size của lỗ, luôn luôn lớn hơn kích thước của trục, qua đây chúng ta nhìn rất là rõ ràng, giá trị min của lỗ, d min của lỗ lớn hơn d max của trục, và điều này dẫn đến đây là lắp ghép hở, thì cái lắp ghép hở thì chúng ta sẽ tính được độ hở lớn nhất và độ hở nhỏ nhất. Độ hở lớn nhất là chúng ta lấy d max của lỗ, chúng ta trừ đi d min của trục, nghĩa là trong quá trình chúng ta gia công thì chúng ta sẽ xuất hiện một cái lỗ có giá trị lớn nhất và một cái trục có giá trị nhỏ nhất, thì khi đó chúng ta sẽ tính có hình thành cái độ hở lớn nhất và độ hở cứng nhất. Là chúng ta sẽ lấy d max của lỗ trừ đi d min min của trục. Tương tự, độ hở nhỏ nhất xảy ra khi chúng ta có cái lỗ nhỏ nhất và cái trục lớn nhất, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ tính được độ hở nhỏ nhất. Thì như vậy thì chúng ta đã xác định được cái vẽ được sơ đồ phân bố miền dung size. Và bên cạnh đây, ngoài cái việc mà chúng ta tính được d min và d max, chúng ta cũng tính được dung size của kích thước lỗ, dung size của kích thước trục. Và các bạn thấy nào, trong miền dung size thì khoảng cách này chính là td, thì đây chính là dung size của lỗ. Tương tự, và đây chính là dung size của trục. Đây chính là dung size của trục nha. Đó, các bạn có thể dễ dàng xác định các cái giá trị về d max, d min, dung size và cũng như các cái độ hở, độ dôi của các cái kích thước thông qua cái sơ đồ phân bố miền dung size này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một ví dụ khác. Ở đây chúng ta sẽ có một cái giá trị là lỗ là 10 trừ 0,1 và trừ 0,3. Kích thước của trục là cộng 0,2 và cộng 0,1. Thì đây chúng ta xác định được ES và EA. Tương tự, chúng ta sẽ giải quyết vẽ miền dung size của lỗ trước. Chúng ta có trừ 0,1 và trừ 0,3. Chúng ta sẽ vẽ gạch hai cái đường ngang thế này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ nối nó lại với nhau thành một cái hình chữ nhật. Và chúng ta ký hiệu nó là TD. Đó.
Tiếp theo, đối với miền nhúng sai của chục, chúng ta cũng gặp hai đường thế này, và sau đó là nó lại nhau thành một cái hình chữ nhật, ký hiệu là T đây nhỏ. Thì như vậy chúng ta đã vẽ được miền nhúng sai của chục và lỗ. Và ở đây chúng ta cũng song song đó, chúng ta cũng xác định được, song song đó chúng ta cũng xác định được giá trị D max của lỗ là ngay trang vị trí này, và D min của lỗ là ngay trang vị trí này. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là D max của lỗ nó là trừ 0,1. 10 trừ cho 0,1 có nghĩa là lỗ ở đây nó đang là 19,9. Đúng không? Lỗ đây là 10 trừ cho 0,1 thì nghĩa là D max của nó là 9,9. Trong khi đó là D min của lỗ thì là 10 trừ cho 0,3, nó chính là 9,7. Đó, các bạn dễ dàng xác định được D max, D min. Tương tự vậy đối với chục, ở trên này là D max của chục đúng không, thì chúng ta có 10 cộng cho 0,2 đúng không, 1 2 thấy không, đó thì chúng ta là có là 10,2, và D max, D min của chục chúng ta có 10 cộng cho 0,1 là ngay trang vị trí này, thì chúng ta có là 10,1. 10,1 chưa. Rồi bây giờ trong tình huống này thì chúng ta thấy rằng D max của lỗ, cái lỗ lớn nhất luôn luôn nhỏ hơn cái trục nhỏ nhất. Thì như vậy chúng ta lắp ghép này là chúng ta sẽ có lắp ghép là có độ dôi, lắp ghép có độ dôi nha. Và như vậy thì chúng ta sẽ tính độ dôi của nó. Và chúng ta có rằng nào độ dôi thì chúng ta có cái trục lớn nhất không, và cái lỗ nhỏ nhất, thì chúng ta sẽ có độ dôi lớn nhất là N max. Độ dôi nhỏ nhất thì chúng ta có cái lỗ lớn nhất và cái trục nhỏ nhất, thì chúng có N min và N max bằng nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. Thì N max bằng 0,5. N min bằng 1, 2. Nghĩa là N min bằng 0,2. Hoặc là trong công thức toán chúng ta có rằng là N max bằng 0,2 trừ cho trừ 0,3. Trừ cho trừ 0,3 nha. Trong khi N min chúng ta có rằng là 0,1 trừ cho trừ 0,1 có nghĩa là cộng 0,1 nghĩa là bằng 0, 0,2. Thì đối với sơ đồ phân bố miền nhúng sai này thì chúng ta cũng dễ dàng xác định được cái giá trị. Bên cạnh đó chúng ta cũng tính được TD và TD nhỏ. TD của lỗ là 1, 2 nghĩa là 0,2. TD của trục là 0,1. Như vậy chúng ta cũng đã dễ dàng xác định được các cái giá trị thông tin của dựa vào sơ đồ phân bố miền nhúng sai này. Một cái ví dụ thứ ba, chúng ta sẽ khảo sát ví dụ thứ ba. Và ở đây chúng ta có một cái đầu đề, đó là chúng ta sẽ có hai thông số. ES giới hạn trên của lỗ nó là 0,2 và giới hạn dưới của lỗ là trừ 0,2. Giới hạn trên của trục là 0,1 và giới hạn dưới của trục là trừ 0,1. Rồi chúng ta bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ lỗ trước. Đó, thì chúng ta cứ gặp hai đường ngay trang chỗ 0,2 và trừ 0,2, và chúng ta đóng khung nó thành hình chữ nhật, và thế là chúng ta có sơ đồ phân bố miền nhúng sai của lỗ. Tương tự với trục thì chúng ta có cộng 0,1 và trừ 0,1. Chúng ta nói hai đường này lại, chúng ta có là miền nhúng sai của trục. Tương tự thì trước khi chúng ta quan sát thì chúng ta cũng xác định được D max và D min của lỗ và trục. D max và D min của lỗ và trục. Đó, các bạn thấy không ạ? Ở đây thì các bạn nào không, cho các bạn nào không biết thì D max của lỗ là bằng nè. Đây chúng ta có 10 đúng không? 10, 10,1, 10,2. Như vậy là D max của lỗ là 10,2. D min của lỗ thì chúng ta có 10, chúng ta lùi lại là 9,9, 9,8. Đó. Để nghĩa là lấy 10 trừ cho 0,2 thì nó ra là 9,8. Tương tự đối với trục, tương tự với trục. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy một vấn đề, đó là miền nhúng sai của lỗ và miền nhúng sai của trục có sự chồng lên nhau, chồng lên nhau. À, các bạn thấy không ạ? Thì có nghĩa rằng đây là lắp ghép trung gian. Thì thế nào là lắp ghép trung gian? Lắp ghép trung gian là lắp ghép có độ dôi
nhỏ nhất và độ hở nhỏ nhất bằng không. À, các bạn thấy không, nó không, nó có khả năng là hai này bằng không. Thì chính vì vậy chúng ta chỉ tính được là sao, độ hở lớn nhất và độ hở nhỏ nhất, độ 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 dôi lớn nhất nha. Độ hở lớn nhất cũng tương tự vậy, độ hở lớn nhất thì chúng ta cứ có lỗ đúng không, cái lỗ lớn nhất chúng ta trừ cho cái trục nhỏ nhất thì chúng ta có độ hở lớn nhất và chúng ta có Smax bằng khoảng này. Và chúng ta thấy rằng nè, chúng ta có 0,2 trừ cho trừ 0,1 thì bằng cộng 0,1, chúng ta có 0,3 đúng không? Nè, 1, 2, 3 thì chúng ta có 0,3. Độ dôi nó bằng 0,3, độ hở bằng lớn nhất bằng 0,3. Tương tự với độ dôi thì chúng ta có cái trục lớn nhất và cái lỗ nhỏ nhất đúng không? Thì chúng ta có Nmax là bằng khoảng này. Nmax bằng khoảng này. Đó, bạn thấy không ạ? Và chúng ta có là cũng là 1, 2, 3. Chúng ta thấy là 0,1 này trừ cho trừ 0,2 thì nó cũng ra Nmax. Nmax. Đó. Thì các bạn thấy rằng là việc vẽ sơ đồ phân bố mì dung sai rất là dễ dàng. Và bên cạnh đó, dựa vào sơ đồ phân bố mì dung sai này, chúng ta cũng dễ dàng xác định được là Dmax, Dmin và cũng như là dung sai của kích thước lỗ, kích thước trục, cũng như là độ hở và độ dôi của cái lắp ghép này. Thì hy vọng rằng là cái hướng dẫn cơ bản này sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về cách thức vẽ sơ đồ phân bố mì dung sai. Mọi thắc mắc các bạn có thể comment bên dưới và hẹn gặp lại các bạn trong cái nội dung sau. Xin chào tạm biệt.